Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa thực hiện tuần này. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Bá Thước phát triển kinh tế vườn hộ để xây dựng nông thôn mới. Phát triển nghề nuôi cá lồng gắn với du lịch sinh thái ở Quan Hóa. Sau đây là nội dung chương trình. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Bá Thước luôn quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó nổi bật phải kể đến việc phát triển kinh tế theo hình thức vườn hộ và trang trại. Các mô hình đã góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Là một trong những hộ dân đi đầu trong phong trào xây dựng kinh tế vườn hộ, ông Nguyễn Đại Hải ở thôn Trúc, xã Điền Trung, huyện Bá Thước đã mạnh dạn phá bỏ các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp để trồng cây ăn quả như thanh long ruột đỏ, mít và một số loại cây trồng khác. Bước đầu mới triển khai xây dựng mô hình, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn về kiến thức kỹ thuật cũng như cách bố trí quy hoạch sao cho phù hợp với khuôn viên gia đình. Sau một thời gian tìm hiểu, ông Hải đã tiến hành quy hoạch lại diện tích 1,5 hectare đất vườn của gia đình một cách khoa học. Năm 2010, gia đình ông Hải trồng thí điểm 200 gốc thanh long ruột đỏ. Đến thời điểm hiện tại, ông đã nhân giống trồng được 1.000 gốc và trồng gần 100 gốc mít, dừa xiêm và 1.000 mét vuông cây dược liệu, nuôi thêm 40 đàn ong và chăn nuôi gia cầm để nâng cao nguồn thu nhập. Thì tôi đã tìm tòi và học tập rất nhiều các anh em có kinh nghiệm về trồng cây thanh long ruột đỏ. Thì trong thu hoạch cái cây thanh long này thì có hiệu quả ở đất này, mà chất lượng được kiểm tra thì chất lượng rất ngọt và bán rất chạy. Thì dưới gầm cây thanh long thì tôi trồng một số cây dược liệu thấp hơn như cây lạc, cây vừng để bảo đảm được cái chất đất, để giữ độ phì cho đất và giữ độ màu cho đất. Tổng thu nhập là gia đình ổn định khoảng từ 550 đến 600 triệu đồng trên năm. Trừ chi phí đi thì cũng còn được 300 rưỡi. Huyện Bá Thước hiện có gần 400 hectare đất vườn hộ để chỉnh trang cải tạo vườn hộ, góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan cho các hộ dân trong khu dân cư. Huyện Bá Thước đã chỉ đạo các xã thị trấn vận động khuyến khích các hộ dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang bố trí cây trồng hợp lý, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế vườn hộ. Qua triển khai thực hiện đã xây dựng được hàng chục vườn mẫu. Các vườn được hỗ trợ cải tạo, loại bỏ cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp, thay vào đó là các loại cây trồng mới đạt hiệu quả kinh tế cao, kết hợp với trồng xen canh với một số cây rau màu phục vụ đời sống sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, các hộ xây dựng vườn mẫu còn đầu tư xây dựng hạ tầng, lắp đặt hệ thống tưới thông minh. Việc chỉnh trang xây dựng vườn hộ đã nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ những lợi ích mang lại, huyện Bá Thước xác định xây dựng kinh tế vườn hộ và trang trại là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cái việc bố trí một cách khoa học hệ thống cây trồng trong khuôn viên vườn hộ theo tiêu chí vườn mẫu không những tạo ra cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trong khuôn viên vườn hộ gia đình mà còn tạo ra cái giá trị kinh tế cao cho vườn hộ. Người nông dân có thêm cái thu nhập từ chính cái mảnh vườn của họ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Và trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc nhân rộng cái mô hình vườn mẫu trên địa bàn toàn huyện. Để thực hiện mục tiêu nhân rộng mô hình vườn hộ, cùng với việc tổng hợp phân loại về quy mô, khu vực của vườn hộ, huyện Bá Thước đã thực hiện kế hoạch xây dựng vườn hộ theo từng khu vực, từng loại cây trồng. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa của việc xây dựng vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, tinh thần tự giác, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác lợi thế về diện tích mặt nước, những năm gần đây, người dân sống ở ven lòng hồ thủy điện Trung Sơn đã phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá lồng. Trong đó, nhiều hộ đã triển khai nuôi cá lồng gắn với phát triển du lịch sinh thái, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ vài lồng bè nuôi cá, đến nay xã Trung Sơn đã có 42 hộ với 72 lồng nuôi. Để giúp cho bà con ở ven lòng hồ tận dụng mặt nước phát triển nuôi cá lồng, xã Trung Sơn đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng cho các hộ. Trước đây, bà con đóng lồng nuôi theo cách truyền thống bằng tre luồng. Nay nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bằng lưới quay đã giảm được chi phí đầu tư và đem lại hiệu quả cao hơn.
Khi áp dụng phương pháp nuôi mới này, các hộ nuôi từ 4 đến 5 lồng cá chấm, cá trôi và một số các loại đặc sản như cá lăng. Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, nguồn nước sạch nên cá sinh trưởng phát triển tốt. Thời gian nuôi khoảng từ 10 tháng đến 1 năm, cá đạt trọng lượng từ 1,7 đến 3 kg trở lên. Với lồng nuôi khoảng 36 m vuông, năng suất đạt từ 8 đến 9 tạ cá một lồng một năm, doanh thu khoảng 100 đến 120 triệu đồng một lồng, lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng một lồng. Nhờ đó, điều kiện kinh tế của gia đình được nâng lên rõ rệt. Câu lạc bộ nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn chúng tôi thì có phát triển là có 42 hội viên, mà trong đó là có 72 ô lồng. Vậy thì về cái thu nhập của chúng tôi thì mỗi ô lồng chúng tôi là mỗi năm chúng tôi thu được là một mỗi ô là chúng tôi 70 triệu trên một ô. Mà cụ thể như tôi thì có 2 ô thôi mà mỗi năm thu nhập được 140 triệu. Đó là phát triển kinh tế về cái nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện. Theo em biết cũng là cái công việc của em là mua gom cá trong lòng hồ đấy. Thì theo cái nhận biết của em trong thị trường ấy thì là cái con cá là nó cũng là một cái một loại thực phẩm nó thị trường nó cần rất nhiều. Nên là mình có cái định hướng nuôi con cá trên lòng hồ ấy, nó cũng là một cái phương hướng để mà kinh tế cho các hộ gia đình nó phát triển kinh tế. Còn như hiện tại thì cái quy mô ở trong mình thì nó đang còn nhiều hạn hẹp, để mà so với nhiều nơi khác thì nó chưa được đầy đủ như ở một số vùng khác như em biết. Nên là em cũng rất mong là các cơ sở chính quyền là mình có cái hỗ trợ về mặt kỹ thuật, về mặt quy mô tài chính để cho hỗ trợ cho bà con người ta làm cái mô hình nó làm sao để mà nó theo một cái quy mô nó đạt và nó phát triển nhất. Với không khí tự nhiên trong lành mát mẻ cộng với môi trường nước sạch xung quanh là những khu rừng già nguyên sinh nên Trung Sơn được chọn là điểm đến của nhiều du khách. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều hộ dân vừa nuôi cá lồng vừa gắn với phát triển du lịch sinh thái, đầu tư thuyền du lịch để phục vụ du lịch, phục vụ nhu cầu ẩm thực ngay trên thuyền, đưa khách tham quan khu nuôi cá, chế biến các món ăn từ sản phẩm cá lồng. Nhờ những cách làm này, du khách được trải nghiệm những dịch vụ mới mẻ, tham quan và sử dụng dịch vụ, sản phẩm đặc sản của địa phương. Mô hình nuôi cá lồng trên vùng hồ thủy điện đã mở ra hướng đi mới trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho nông dân ở huyện vùng cao. Đây là cơ hội giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân và đặc biệt còn thúc đẩy các hoạt động du lịch. Các khu nuôi cá lồng trong tương lai sẽ không chỉ là một điểm tham quan mà còn là một khu ẩm thực đặc sắc. Thì sau khi mà thủy điện Trung Sơn tích nước và đi vào hoạt động thì hiện nay thì cái khu vực lòng hồ của thủy điện Trung Sơn nó là tương đối là rộng lớn, và đây Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã cũng xác định đây là một trong những lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội đối với xã Trung Sơn trong cái giai đoạn 2020-2025 và cũng như là định hướng đến năm 2030. Thì hiện nay Đảng ủy cũng đã ban hành một cái nghị quyết để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác chỉ đạo phát triển cái nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Thì hiện nay thì đối với Đảng ủy đang thực hiện cái quy hoạch cái vùng nuôi cá, và trên cơ sở quy hoạch vùng thì thành lập hợp tác xã nuôi cá để đưa cái hoạt động của cái hợp tác xã nuôi cá này vào cái quy sản xuất và cũng như là nuôi trồng cho nó đúng cái quy mô và cái lộ trình. Tại xã Trung Sơn, nghề nuôi cá lồng là hướng đi đúng, đã cơ bản giải quyết bài toán khó khăn về việc làm và thu nhập cho hàng trăm hộ dân không còn đất sản xuất ven lòng hồ thủy điện. Thời gian tới, rất cần có sự quan tâm hơn nữa của huyện, sự phối hợp đồng bộ của các ngành và các xã, tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ dân sống ven lòng hồ phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng vững chắc, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình Trang địa phương xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin đến chương trình và đóng góp cho chương trình xin được gửi về theo địa chỉ: Phòng biên tập chương trình, Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ email btct.ttv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại.